Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem 3 đôi loa JBL ha. Đấy, hàng Mỹ về các bác này. Đấy, mấy hôm nay thì em có bận công việc ha, có đi 3-4 ngày. Cho nên là hôm nay về quay clip cho các bác xem tiếp ha. Đấy, hồi nãy thì em có quay clip lọc nhật rồi. Đấy, em vừa lên mấy con lọc nhật ha. Đấy, bây giờ thì em tiếp tục quay cho các bác xem 3 cặp loa Mỹ ha. Đây, cặp loa đầu tiên là cặp JBL 112M các bác này. Đấy, cặp này thì rất là quen thuộc ha. Các bác nào mà theo dõi em lâu thì em rất là hay bán dòng này. Đấy, rất là hay về cặp này ha. Cặp này thì bát 30 và một chép kèn các bác này. Đấy, tất cả thì em đã mở sẵn những cái e căng ra rồi. Đấy, em mở sẵn em dựng như vậy luôn ha. Để cho các bác hình dung nó là tổng thể như vậy các bác này. Rồi, và bên trong đây thì là cặp JBL TR 126 ha các bác ha. Cặp này là bát 40. Đây các bác cùng xem, bát 40 rất là to ha. Nó cao to lắm các bác. Thùng nó bự lắm. Đấy, còn cặp kế bên là cặp JBL CRX 115. Các bác cùng xem ha. CRX 115, thương hiệu JBL các bác này. Đấy, cặp này vẫn là bát 40 ha. Nó cùng phân khúc với cặp này các bác này. Nó xài chung một cấu hình ha. Từ cái loa bát cho tới cái loa chép ha. Nó là một các bác. Nó chung cấu hình ha. Nhưng mà nó thiết kế hai cái mẫu nó khác nhau. Hai cái vỏ thùng ha, nó khác nhau. Chất âm thì cũng tự nhau các bác. Đấy, tất cả thì em test rồi ha. Nó tự nhau thôi. Rồi, và đầu tiên em sẽ quay cho các bác xem cặp bát 30 này trước này. Đấy, một cặp 30 ha. Và hai cặp 40 phía sau. Rồi, và các bác cùng xem tổng thể đây. Đấy, hai cái e căng thì còn mới lắm. Các bác cùng xem này. Phía trước thì có một cái tem ha. Cái tem bên đây thì nó hơi chóc chóc một xíu chữ ha các bác ha. Đấy, nhưng mà còn đẹp hơn các bác này. Rồi, và cái tem bên đây đây, thương hiệu JBL này. Đấy, model của loa là CRX 112M ha. Đấy, phía trước thì có logo JBL các bác. Đấy, tuyến e căng còn đẹp hết, các bác cùng xem qua ha. Rồi, và em sẽ mở ra. Em mở ra em quay cho các bác xem những cái tuyến loa. Đấy, một lát nữa em sẽ mở hết những cái tuyến loa cho các bác xem ha. Đấy, mỗi cặp như vậy thì em mở một cái quay cho các bác xem bên trong. Rồi, các bác cùng xem. Đây là bát 30 ha. Bát 30. Đấy, bát 30 các bác này. Một chép kèn phía trên ha. Đấy. Có một cái thương hiệu JBL chỗ này này các bác này. Đấy. Các bác mà chơi loa JBL thì các bác cứ yên tâm rồi ha. Chất lượng là rất là tuyệt vời. Đấy, tiếng của nó thì rất là hay ha. JBL thì các bác chơi thì cứ yên tâm. Đấy. Vừa hay mà nó vừa sang các bác. Đấy, mà giá cũng cao ha. Nói tới JBL thì giá nó cao các bác. Nhưng mà đổi lại thì nó chất lượng ha. Rồi em sẽ quay cho các bác xem phía trên của loa đây. Phía trên thì có một cái quai sắt ha. Đấy, quai sắt đây. Đấy, bên trong thì em đang bỏ những con ốc các bác. Ốc e căng ha, em bỏ trong đây cho nó đỡ lạc. Rồi, và các bác cùng xem đây là cái thông số đây. Thông số của loa ha. Đấy, cái model nó dán cái series lên các bác. GRX112M ha. Đường vào đường 6 ly này, hoặc là đường Newtrick ha. Hai đường này các bác vào đường nào cũng được. Và các bác có thể ra từ cái đường này ha. Các bác có thể ra đường Newtrick nhông ra một cái cặp loa nữa ha. Ra thêm một cái loa BMB hoặc là Bose gì đấy. Các bác có thể nhông từ đây ra ha. Rồi, và các bác cùng xem đây là cái công suất của loa đây. 250W ha, cho tới 500W một thùng này. Trở kháng là 8 ohm ha. Rồi, các bác cùng xem ha. Thương hiệu Mỹ USA nè. Và sản xuất tại Mexico ha. Mexico các bác. Đấy. Rồi, và cái này cũng thế ha. Đấy, nó tổng thể cái cặp loa này thì còn mới các bác. Còn đẹp lắm các bác, vừa chơi vừa trưng bày ha. Đây, phía sau đây các bác. Đấy, còn đẹp hết ha các bác ha, rất là liền lặng. Rồi, em sẽ quay một vòng ha, rồi em mở cho các bác xem bên trong. Rồi, cặp này em kéo ra một xíu ha. Em kéo ra em quay tiếp hai cặp kia các bác. Đấy. Nát em sẽ mở cả ba cặp luôn. Mở cả ba cặp và báo giá sau clip ha. Các bác chờ em tí xíu em báo giá ha. Rồi, và tiếp theo là cặp JBL TR 126 các bác. Đây, tổng thể các bác nhìn từ xa như vậy các bác dễ hình dung cặp loa này. Đấy. Rất là ngầu các bác ha. Cặp loa rất là vuông vức, rất là to. Đây là phía trên của loa này các bác. Đấy, cặp này về thì còn mới nha. Còn đẹp. Đấy, phía trên đây thì là một cái chép kèn này và một cái thương hiệu JBL trên này ha.
Đấy, cái e-căng đây các bác này. E-căng thì có một cái tem ha. Đấy, TR Series Made in the USA ha. Đấy. E-căng bằng sắt luôn. Cả ba dòng này đều là e-căng bằng sắt ha. Rồi và em sẽ mở cho các bác xem cái tuyến loa bên trong này. Rồi các bác cùng xem ha. Quay xa xa để cho các bác xem tổng thể hai cái bát này. Hai cái bát loa đây ha. Và bát là bát 40. Đây các bác xem này, bát 40 ha. Đấy, hai lỗ thông hơi phía trên này. Bát 40 thì các bác chơi phòng lớn ha, phòng tầm 45 m² trở về ha, thì các bác chơi rất là hay. Đấy, đối với những phòng lớn thì các bác phải kèm thêm con súp ha. Thêm con súp nữa thì các bác đánh nó mới đầy tiếng bát được. Đấy, những dòng loa full này thì bát nó vừa phải thôi các bác. Đấy, các bác chơi phòng vừa vừa thì nó đánh lực ha. Còn các bác chơi phòng lớn quá thì các bác bắt buộc phải ghép súp ha, thì nó mới đầy cái tiếng bát được. Rồi, và đây là bên hông đây. Bên hông thì có một cái logo CBL và cái quai sắt này các bác. Đấy. Thùng vắt thì còn mới lắm. Nó chỉ bị cấn một chỗ thôi, lát em sẽ quay cho các bác xem. Đây là phía sau của loa này các bác này. Đấy, phía sau ha. Góc cạnh thì còn đẹp lắm này, các bác cũng xem qua này. Đấy, phía dưới đây. Rồi và em sẽ quay cho các bác xem cái thông số luôn ha. Đấy, đường vào thì đường 6 ly này các bác này. Đường ra hoặc đường vào hoặc là đường ra ha, đều là được 6 ly. Rồi và các bác cùng xem thương hiệu CBL này, model là TR126 ha. Đấy, cặp này thì trở kháng là 8 ohm và made in USA đây các bác này. Đấy, sản xuất tại Mỹ ha. Cặp này thì nó không có để công suất các bác ạ. Đấy, nhưng mà loa 40 thì rất là khỏe rồi. Và đây là cái thứ hai đây. Đấy, rất liền lặng ha. Tem loa đây các bác này. Đấy. Rồi và nó có một cái vết cấn như vậy này các bác này. Vận chuyển về nó bị cấn nhẹ cái góc ha. Đây cái góc này các bác. Nó bị cái cấn một cái chụp ở ngoài các bác. Đấy, nó có một cái chụp bảo vệ ở ngoài ha. Cấn một chỗ này. Đây các bác nhìn từ xa thì nó cũng bình thường thôi các bác. Đấy, cấn chỗ này thôi ha. Một vết cấn duy nhất thôi. Rồi và tiếp theo thì em quay cái cặp CRX115. Cặp này là cũng là bát 40 ha. Đấy, tem mác đầy đủ e căng này các bác này. Đấy. Rồi em sẽ quay cho các bác xem tuyến loa. Rồi các bác cùng xem đây này. Đây là tổng thể cái tuyến loa của nó đây ha. Bát 40 đây. Đấy, rất là lớn các bác. Hai lỗ thông hơi ha. Một chép kèn đây. Em quay từ xa cho các bác xem một lần nữa tổng thể ha. Rồi và đây là phía trên của loa này. Đấy, cặp loa này về còn đẹp ha các bác ha. Các bác cùng xem phía trên này. Này. Rồi bên hông ha, bên hông thì có hai quai sắt. Mỗi bên một cái ha. Tổng cộng là có hai quai sắt trên một thùng. Các bác dễ di chuyển ha, bưng bê. Rồi, đây là cái đầu tiên này, các bác cùng xem cái thông số đây ha. Đây, model là CRX100 ha. À, dưới này là các bác này, model dưới này này. CRX115 ha. Đấy, đường vào đường 6 ly và new chip bích công này. Công suất là từ 250 ha cho tới 500W một thùng. Đấy, trở kháng là 8 ohm các bác này. Rồi, cặp này vẫn là thương hiệu Mỹ ha, sản xuất ở Mexico các bác này. Mexico ha. Đấy, con này thì cái công suất của nó là từ 250 cho tới maximum là 500 ha, 500 một thùng. Thì cái loa này nó cũng vậy các bác, nó cũng như vậy ha. Rồi và sau đây thì em sẽ mở cho các bác xem nội thất bên trong ha. Cả ba dòng này. Em vừa mở cả ba cặp này các bác này. Đây, em quay nội thất từng cặp cho các bác xem ha. Đây, đầu tiên là cặp CBL 112M ha. Cặp này bắt 30. Này các bác cùng xem cái cụm từ khá là lớn ha. Đấy, còn mới lắm các bác. Và nó to dày này các bác. Đấy, cho ra tiếng bát khỏe ha. Rồi, bên đây thì có một cái thông tin ha. CBL Made in Mexico các bác. 8 ohm ha. Đấy, sản xuất Mexico. Và đây là cái cụ chép này các bác. Cái cụ chép CBL 2412H-1 ha. Made in Mexico các bác. Đấy, cụ chép cũng khá là lớn ha. Chịu đòn karaoke rất là tốt các bác này. Dòng này thì chuyên karaoke rồi, các bác hát rất là tiếng, rất là trong ha. Phần tầng bên trong này các bác này.
Đây, tiếng của cặp CBL thì các bác khỏi chê rồi. Đây, chuyên để hát karaoke ha. Rồi, cặp này em cũng xin báo giá cho các bác là 12 triệu ha. Cặp bát 30 này 12 triệu đồng em bao ship ha. CBL 112M các bác 12 triệu đồng ha. Rồi, và đây là nội thất của hai cặp 40 đây. Đấy, hồi nãy em nhớ nhầm các bác, cái nội thất của cặp cặp 115 này ha, nó giống là cái cặp nó giống với cặp 125 các bác. Còn cái này là 126 ha. Này, cái model nó ná ná nhau các bác. Nên là nhớ nhầm ha. Cái nội thất này nó giống với cặp 125. Cặp đó thì là 2 bát 40 ha, cặp này là 1 bát 40. Này, còn cái nội thất của cặp TR126 các bác này thì nó là màu đen ha. Đây các bác cùng xem, đây là tổng thể bên trong của cặp TR126 đây. Đây có cái tem tem trên đây ha. CBL các bác, Made in USA ha. Đây, trở kháng 8 ohm này, công suất nó đề 225W này, cái cũ này các bác này. Đấy, 99 decibel ha. Đây, củ loa của cặp TR126 này, và đây là củ chép này các bác này. Củ chép đây ha. CBL 2412H Made in USA các bác này. Đấy, củ chép đây ha. Nói chung là chất tiếng cũng như nhau thôi các bác. Đấy, phần tặng trong đây ha. Đây. Mở bên trong là thơm phức luôn các bác này. Rồi cái cặp mà TR126 này ha. 126 này em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Tất cả thì bao xin tuyệt đối ha. Tất cả ba cặp này em bao xin tuyệt đối. Đấy, TR126 thì nó bị cấn nhẹ ở phía sau ha. Cái chỗ mà hồi nãy em chỉ cho các bác phía sau á. Đây chỗ này này các bác này. Này cấn nhẹ như vậy ha. Đấy, thì cặp này là 15 triệu 5 các bác ha. Bình thường nó 16 triệu các bác ạ. Bình thường 16 triệu á, nhưng mà nó cấn nhẹ cái góc ha. Cặp này em để cho các bác 15 triệu 5 ha. Là em bao ship toàn quốc này. Đấy, JBL TR126 ha, 15 triệu 5 em bao ship. Rồi và đây là tổng thể nội thất của cặp CBL CRX 115 ha. Đấy, model nó ná ná nhau các bác. Động mà em muốn liệu luôn. Đấy. Rồi, các bác cùng xem đây là cái củ loa bass của cặp 115 này. Đấy, rất là lớn ha. Đấy, hai cặp 40 này mà các bác chơi cái phòng mà tầm 30 mét vuông ha thì các bác không cần sub đâu. Đấy, bass nó rất là bạo lực ha. Còn các bác nào mà chơi phòng tầm 45 mét vuông thì nó mới loãng thôi. Thì các bác mới cần sub thôi. Còn phòng 30 mét vuông trở xuống thì các bác đánh một cặp này là đủ ha. Không cần sub các bác ạ. Đấy, bát rất là khỏe. Rồi, và đây là cái thông tin đây. CBL Made in Mexico ha. 8 ohm đây. Và cái củ chép này các bác này. Củ chép đây. CBL 2412H-1 ha. Made in Mexico. Phần tầng bên trong này các bác này. Đấy. Rồi, cặp 115 này em cũng xin báo giá cho các bác là 15 năm ha. 15 triệu 500, em bao ship toàn quốc ha. Đấy, các bác nào quan tâm thì các bác liên hệ cho em nhé. Đây, 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.